Dạ, xin phép. Thưa các vị, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng. Và chúng ta không thể nào làm khác được. Chúng ta phải đến gặp để thương thuyết với cô Huyền Diệu và xin với cô ấy giúp đỡ chúng ta cứu lấy công ty này. Bà An Thị ạ, cháu nghĩ là chúng ta nên thanh lý SVBT cho rảnh nợ, thà nhặt nhạnh những đồng còn sót lại, còn hơn là phải đổ sông đổ bể hết, rồi lại cứ ngồi đây cãi vã nhau mãi về chuyện này. Đàn Dương ạ, cháu hãy thôi nói những cái điều ngu ngốc đó đi được không? Bác thú thực là bác hết sức phát chán lên rồi, về những cái thái độ vừa kẻ cả lại vừa sắc sược đó của cháu. Cháu nên nhớ rằng cháu hiện nay là không có cái gì để mà có thể là đảm bảo cho những cái công việc làm sắp tới trước mắt đây. Thì làm sao cháu có thể nói đến những cái chuyện này trong tương lai được. Cháu nên nhớ đến công sức của ba mẹ cháu đã bỏ ra không biết bao nhiêu để mà có thể gây dựng được nên cái công ty này. Cùng với đó là gì? Là một cái tâm nguyện mà ba cháu đã dành suốt đời cho nó. Còn đối với công ty này, Đàn Dương ạ, công ty này đã dành cho cháu một cái sự bảo hiểm đến suốt đời. Vậy mà mỗi khi cháu đến công ty này thì sao? Cháu như là một người hoàn toàn lạnh lùng dửng dưng vậy. Thậm chí cháu còn có cái ước mơ là làm sao để cho cái công ty hình như là nó càng mau chóng tan vỡ, càng mau chóng tan hoang đổ vỡ thì cháu càng hài lòng ạ. Bác nhất định không bao giờ chịu được cái chuyện như thế. Và bác sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tất cả những cái thành quả mà chính ba cháu và cả bác đây đã bao công sức mới gây dựng nên. Bác An Thị ạ, cháu buộc phải nhắc lại cho bác nhớ rằng cái sự đổ vỡ này là do con trai bác gây ra. Tôi nói cho anh biết nha, tất cả những con người ở đây người ta đang tìm cách để cứu lại SVBT. Chỉ có anh thôi, anh chỉ nhằm tiêu diệt tôi rồi qua đó tiêu diệt SVBT, đúng không? Mục đích của anh là nhắm tới chiếc ghế tổng giám đốc, nhưng mà anh không ngồi vô đó được. Anh chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân của anh mà thôi. Anh là một con người ích kỷ. Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi. Tôi nghĩ là Đăng Dương đã bày tỏ quan điểm của mình. Còn chúng ta, theo tôi thì bây giờ chúng ta nên bỏ phiếu để chọn xem giải pháp nào. Tất cả các quý vị đều biết là tôi sẽ bỏ phiếu cho giải pháp nào. Chúng ta hãy để danh dự của SVBT lên trên những mâu thuẫn và những cái không bằng lòng của cá nhân. Tôi không muốn chồng tôi phải đứng nhìn một công ty đổ vỡ, sụp đổ mà ông đã để dành cả cuộc đời để gây dựng lên. Nếu có một giải pháp nào để nhằm cứu vãn công ty thì tôi sẽ xin bỏ phiếu cho giải pháp đó. Với tư cách làm cổ đông của công ty, tôi đồng ý với giải pháp của luật sư Tam là nên gặp Huyền Diệu để thương thuyết. Hơn ai hết, mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là tránh xa người đàn bà đó, càng xa càng nhanh thì càng tốt. Nhưng như bác An Thi đã nói, công ty này là thành quả bao nhiêu năm lao động vất vả và gây dựng nên của bác và người cha quá cố của tôi. Cho nên nếu như phải chịu đựng thêm một điều gì đó để giữ gìn nó thì tôi cũng xin sẵn sàng. Hai bác ạ, tất cả những quyết định của con bây giờ chỉ là vì tình yêu và lòng tưởng nhớ đến người cha quá cố của con thôi. Anh Đăng Dương, em xin anh hãy nghĩ đến cha mẹ của mình khi cân nhắc quyết định của anh có được không? Còn bản thân của em, nếu như em có buộc phải đến gặp và năn nỉ của ta thì em cũng đành lòng vậy. Tùy em. Em muốn làm gì thì làm. Làm với công ty SVBT này. Còn anh đã thông báo rồi là anh sẽ rút toàn bộ cổ phần của anh ở SVBT ra. Trong suốt thời gian vừa qua, anh cảm thấy anh thật ngu ngốc khi cứ phải trường mặt ra đây, cãi vã nhau về những chuyện vớ vẩn này. Bác An Thi ạ, cháu sẽ rút toàn bộ cổ phần của cháu ở công ty này ra ngay sau thời điểm này. Thôi được rồi. Đặng Dương ạ, anh có toàn quyền làm tất cả mọi việc để anh có cả thế giới này. Thế nhé. Anh ơi, cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cô. Ở trong công ty hết bánh quy rồi. Ở trên ngã tư có một tiệm bán bánh quy, nhưng mà em thì không có phương tiện đi lại nên là không có đi mua cho anh được. Anh thông cảm nhá. Không có chi. Cà phê thơm quá, có vẻ rất ngon. Cô nè,
Nếu không có gì trở ngại, tôi có thể đưa cô về, được chứ? Dạ. Xin lỗi luật sư, ông có thể vào phòng họp một lát không? À, được. Cô nè, tuyệt quá, tôi sẽ uống sao? Dạ vâng thưa anh. Mê Lan, Mê Lan. Sao? Này, cậu tính mọc rễ ở trong nó tới khi nào đấy? Đi về đi, còn đưa mình về nữa. Tôi không biết, cậu về trước đi. Về bằng cách nào bây giờ? Tiền đâu về? Khủng, thần kinh. Chết rồi, bây giờ làm cách nào về? Giờ ai đưa mình về bây giờ ta? Sao ta? Trời, chỉ cần về được tới nhà thôi mà giờ kiếm người đưa về cũng không được là sao? Trời trời, sao cầu không được ước không thấy vậy trời? Tôi ước xe hơi mà cuối cùng thì sao, đưa nguyên xe máy cà tàng ra là sao? Ơi, cô em xinh đẹp, chưa về à? Chưa về, đang chờ Mai Lan đưa tôi về. Trời ơi, em oai như là cóc vậy, dám nhờ ship bự đưa về à? Trời ơi, cóc làm sao mà oai được bằng tôi? Đơn giản thôi, Mai Lan bạn thân của tôi nhờ đưa về thế thôi, chấm hết. Ở đó nha, anh về trước nha. Ê, khoan khoan. Anh, nghe nè, bây giờ anh đi về luôn à? Ừ. Mày bằng cái gì? Thì dĩ nhiên bằng con ngựa sắt bất hủ của anh rồi. Này, em có một ý tưởng rất là hay. Anh có rỗi không đi em về với? Cái gì? Em mà chịu ngồi trên con ngựa sắt của anh hả? Trời ơi, xe đẹp mà. Hay là anh lại có ý định bao em về bằng taxi? Xin lỗi nha, anh không có phung phí tiền vào cái chuyện cua gái. Nó không phù hợp với thẩm mỹ của anh, những người ít tiền. Trời ơi, gớm quá, ông văn chương quá. Thôi bây giờ nói tóm lại đi, là anh đưa em về nhé, bằng cái con ngựa sắt xinh đẹp của anh ấy. Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng mà trước hết thì em phải thay đổi cái bộ dạng đi nha. Đừng có ra vẻ ăn diện, nó không phù hợp. Hay là tốt nhất em chụp cái đầu cơm điện đầu em đi ha, được không? Thần kinh quá, anh khủng. Thôi, thế thì đành vậy, chờ một chút. Trời ơi, làm gì vậy trời? Có gì đâu ngạc nhiên. Nếu như em không chịu thay đổi cái hiện trạng của em thì anh phải thay đổi hiện trạng của anh. Chứ nếu không nó xảy ra thảm họa vì thẩm mỹ không đối xứng. Trời ơi, ông ơi là ông, khổ lắm ông ạ. Ông chỉ đưa tôi về tới nhà tôi thôi, rồi sau đó đường ai nấy đi. Chứ có đi chơi với nhau, có hẹn hò với nhau gì đâu mà đối xứng với đối kênh. Anh đi chơi với em à? Xin lỗi nha, anh không có mơ một giấc mơ tốn tiền như vậy. Chẳng qua là dù sao thì chúng ta cũng đi chung với nhau. Anh muốn rằng em phải có ấn tượng tốt với anh chàng văn thơ có đẳng cấp. Trời ơi, tốt hay không tốt thôi đi. Nào, em tự biết đường đi ra tới ngoài cửa, không cần anh dẫn. Đi trước đây, nhanh nhanh. Luật sư Đức Tam ạ, chúng tôi ở đây đã họp bàn và đi đến quyết định phải bằng mọi cách để cứu vãn công ty SBBT. Tất nhiên là chúng tôi cũng còn có một vài ý kiến khác nữa, nhưng tóm lại là chúng tôi đều biểu quyết nhất trí theo mấy đề nghị của luật sư đấy. Chà. Tôi rất vui khi thấy các vị đã đi đến quyết định cuối cùng. Dạ. Bởi vì thực sự mà nói thì công ty của chúng ta đáng được cứu vãn và đang có dấu hiệu của sự hồi phục rất tốt. Ông An Thi à, như vậy có nghĩa là tôi sẽ hủy cuộc gặp mặt với cô ta và hai luật sư vào sáng ngày mai nha. Ồ, tại sao lại như vậy ạ? Tôi nghĩ là ông vẫn cần phải gặp gỡ và thảo luận với cô ta chứ. Dạ sao à? Các vị muốn tôi thay mặt các vị đến để thông báo cho cô ta biết về SBBT à? Tôi nghĩ như vậy là không hay và không đúng một chút nào cả, về tình cũng như về lý, thưa bà Trúc Mai ạ. Bởi vì cô ta sẽ không thích thú gì khi thảo luận với tôi, một cái người mà cô ta không hề biết và cũng không hề thuê tôi làm việc này. Quý vị đừng quên rằng cô ta đang ở một cái vị trí rất quan trọng, là quyết định toàn bộ về SBBT. Vậy đấy, chúng ta vừa phải chịu đựng những gì cô ta gây ra, lại vừa phải mang ơn cô ta nữa. Tôi thì tôi đồng ý với ý kiến của luật sư Tam. Nếu như chúng ta đồng ý chấp nhận sự giúp đỡ của Huyền Diệu, thì chúng ta nên thay đổi thái độ đối với cô ấy. Và tôi cũng không dám chắc là cô ta có đồng ý giúp đỡ chúng ta hay không nữa. Vậy thì chia cho cô ta một phần của công ty, rồi bảo cô ta ra giá đi. Chúng ta sẽ làm thỏa thuận nếu như có thể. Chúng ta nên có một thái độ tốt đối với Huyền Diệu. Chúng ta đối xử tốt với cô ta, với ai sẽ đối xử tốt với chúng ta? Không hẳn như thế. Ý của tôi muốn nói là chúng ta nên cử đại diện đến gặp và thương thuyết với Huyền Diệu, chứ không phải là luật sư Tam. Với lối cư xử như vậy sẽ rất thiếu tế nhị và không gây được thiện cảm với Huyền Diệu. Theo tôi thì nên cử một người đại diện cho công ty và có vai trò rất là quan trọng. Tôi thì tôi rất sẵn lòng thôi, nhưng mà quý vị biết rồi đấy. Nếu như mà tôi mà đến gặp Huyền Diệu thì chỉ có nước cô ta cho tôi vài nhát dao thôi.
Còn tôi thì tôi cũng chưa hề tiếp xúc với cô ta, ngoại trừ một vài câu thăm hỏi xã giao thôi. Thực sự là tôi cũng không nhớ là đã gặp cô ta như thế nào nữa. Bác đừng nhìn con ạ. Từ trước đến giờ cứ mỗi khi con gặp cô ta hay cần phải trao đổi gì với cô ta thì con chỉ muốn mắng té tát vào mặt cô ấy thôi. Con không thể. Này, An Đông, mọi người đều biết là cô ta trao trả lại công ty ngay vào cái buổi mà hội đồng quản trị đang họp. Tôi hỏi anh nhé, tại sao cô ta lại có cái quyết định bất ngờ và kiên quyết đến vậy? Thôi được, tôi, chính tôi sẽ gặp cô ta. Các vị đều biết đấy, sau khi từ chối không họp hội đồng quản trị, cô ta đã tới và xin lỗi tôi. Riêng chỉ điều đó thôi thì tôi thấy rằng là có lẽ cô ta còn có tôn trọng tôi. Chính vì thế cho nên là để tôi sẽ tới nói chuyện với cô ấy. Ông An Thi ạ, tôi nghĩ như vậy có lẽ là chúng ta sẽ không cần thiết gặp hai luật sư mà cô ấy cử đến nữa, phải không nào? Dạ đúng vậy. Còn riêng phần tôi thì thưa các vị là tôi lúc nào cũng sẵn sàng với công ty và với các chị. Ông luật sư ạ, tôi muốn nhờ ông tiếp cận với các ngân hàng để xem họ xử lý cái sự việc này như thế nào, một khi mà chúng ta có thể thỏa thuận được với cô Huyền Diệu. Tất nhiên là khi mà chúng ta phải thỏa thuận được với cô Huyền Diệu. Nhưng bà, làm như vậy thì chẳng khác nào mình thông báo với các ngân hàng là mối quan hệ giữa SBT và Huyền Diệu có nhiều trục trặc. Chẳng sao cả con ạ. Như vậy càng tốt thôi. Bởi vì như vậy ấy, thì ba cảm thấy rằng là còn giữ được cái lòng tự trọng và ba cảm thấy thanh thản hơn. Vậy nhé, chúng tôi sẽ gặp lại ông sau. Dạ. Yeah. Các vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Bà Tuyết Mai, ta về thôi. Tôi cảm thấy mệt. Nào, bây giờ lên xe chở ra biển đi đánh cá nè. Trời ơi, vậy là sao hả trời? Mặc cái áo gì như cái lưới vậy đó. Anh là bị thần kinh à? Áo này mũ đen của người ta như vậy chứ bộ. Mũ đen viên chài á. Thật mệt quá, khổ quá. Đội mũ vô. Thôi, em không đội cái nồi cơm điện này đâu. Trời ơi, thì ghê à, bông hoa lòe lòe. Đội cái này hư hết tóc em. Bây giờ không đội vô, công an có tó anh thì sao, phạt tiền thì sao? Anh báo cho em biết nha, anh bị bệnh viêm màng bóp đó. Bây giờ em không đội đâu, để chịu khó đi bộ để rèn cái cặp chân dài thòng lòn của em đi nha. Thôi được rồi. Mà cái này em mượn của ai đây? Không có mượn của ai hết, tôi mua cho Hương, người yêu của tôi. Vì cô ấy mà tôi lỗi hẹn với bao nhiêu cô gái xinh đẹp đó. Trời ơi, thôi như vậy anh cầm luôn đi. Em sẽ không bao giờ đội chung nó với con bé Hương ở bên quầy lễ tân đó, em ghét nó vô cùng. Em không muốn đội, không thích đội. Chờ anh ăn. Chào anh Đăng Dương. Đăng Dương. Trời ơi, em không có muốn anh ta thấy em trong cái hoàn cảnh như thế này. Mà tất cả mọi người trong công ty cũng vậy nên em không muốn bất kỳ ai cũng nghe ngồi sau lưng anh như thế này. Trời ơi, kỳ cục quá. Đi. Bây giờ có đi không? Đi. Rồi bám chặt vô người tôi nha. Tôi không đảm bảo đâu à. Ngoại trừ nếu mà cô là diễn viên siếc, cô mới an toàn được. Bám chặt vô người tôi. Trời ơi, anh nói nhiều quá, đi mau đi. Mà anh không được nói với ai chuyện này đâu đấy nhá. Cô nói cũng không ai tin đâu. Cái sao hỏi? Bám chặt vô. Bám chặt chưa? Đó, thấy chưa? Tôi đã nói mới đề ba rồi mà. Yên tâm đi, tôi không dễ bị lung lạc tinh thần chỉ vì cái ôm của cô đâu. Bám chặt vô. Đi. Kể ra cũng khó quên cặp đùi của cô ta. Đặng Dương nói chí phải. Cặp đùi của con nhỏ đi. Để em đi mở cửa xe cho. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã.